Chào mọi người, chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các bạn học sinh, sinh viên thì sẽ qua môn này được học bổng các kiểu các thứ. Còn đối với những ai đang đi làm rồi thì chúc cho mọi người một năm mới làm ăn phát tài phát lộc và tiền vào như nước nhá. Và hôm nay để mở bát video đầu tiên cho năm mới thì mình sẽ cùng đến với một chủ đề, đó chính là top 3, top 4 hay là những cái chiếc laptop mà mình cảm thấy là thực sự tuyệt vời và đáng mua nhất sau cái dịp đầu xuân năm mới này trong năm 2022 này nhá. Và ok, các sản phẩm này thì đương nhiên rồi đang được bán tại cửa hàng Thinkful với mức giá rất ưu đãi và hợp lý. Link chi tiết thì mình sẽ để phía bên dưới video nhá. Và bên cạnh đó thì Thinkful cũng đang có một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng khiếp và link chi tiết thì đương nhiên mình cũng vẫn sẽ để ở phía bên dưới video nhá. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Sản phẩm đầu tiên mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay cũng là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng là thực sự rất là bá đạo trong thời gian vừa qua. Và đến mình nghĩ là đến trong năm 2022 này thì nó vẫn là một cái sản phẩm giữ được phong độ cực kỳ tốt. Đó chính là chiếc Asus ZenBook Q408UG. Với Asus ZenBook Q408UG thì thực sự rất khó có điểm gì để chê cả. Đầu tiên là về một cái thiết kế bên ngoài rất là nhỏ gọn, nhẹ nhàng, di động và dễ dàng di chuyển. Các bạn sẽ có thể thấy rằng là một cái thiết kế bên ngoài của nó cực kỳ hiện đại luôn. Và khi mà các bạn có một cái thiết kế hiện đại, một cái chiếc laptop siêu nhỏ gọn như vậy thì đương nhiên rồi nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái sự gọi là sang trọng nhất định và có thể đồng hành cùng các bạn trong suốt một quãng thời gian dài nữa. Và bên cạnh đó thì chất lượng build của nó cũng vô cùng chắc chắn. Các bạn sẽ có thể nhìn thấy ở đây rằng là không hề có hiện tượng flex xảy ra luôn. Mặc dù là một cái chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này, nên là nếu xét về độ bền hay là xét về thiết kế của Asus ZenBook thì vẫn luôn là một cái điều gì đấy khiến cho chúng ta cảm thấy ưng ý, đúng nào? Và sau khi có một cái ấn tượng rất tốt về thiết kế rồi và giải thích tại sao mà nó vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn trong suốt một quãng thời gian dài nữa rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm cộng thứ hai của nó, đó chính là về màn hình. Với cái việc mà nhu cầu giải trí hay là nhu cầu của làm việc của chúng ta đang ngày càng tăng cao, thì cái việc mà màn hình của chúng ta sở hữu một cái màn hình với chất lượng hiển thị cũng như độ bao phủ màu cao là một cái điều mà chúng ta nên ưu tiên, đúng không? Và đối với Asus ZenBook Q408UG thì cũng không hề ngoại lệ. Nó có một cái màn hình rất mỏng, các bạn sẽ có thể nhìn thấy viền này cực kỳ mỏng và hiện đại luôn. Bên cạnh đó thì với chất lượng hiển thị cũng như độ bao phủ màu lên đến 93% sRGB, thì mình nghĩ rằng là một cái màn hình như vậy vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí của bạn một màu sắc rất là đẹp. Và bên cạnh đó, nếu như những ai mà thiết kế hay là liên quan đến cần phải sử dụng các ấn phẩm truyền thông để mang đi in ấn chẳng hạn đó, thì nó sẽ phản ánh màu sắc rất là trung thực và rất là đúng so với cái màu ở trên màn hình của các bạn khi mà các bạn in ra nhá. Đó, nên là đây là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là xu hướng hiện nay thì laptop đang ngày càng hoàn thiện, và cái việc mà có một cái màn hình đẹp là một cái điểm mạnh. Và mình nghĩ rằng một cái màn hình viền mỏng kèm theo đó là chất lượng hiển thị cao thì đó là một cái xu hướng mà hãng laptop đang muốn gửi gắm trên những chiếc laptop ở phân khúc giá khoảng tầm từ 19 đến 20 triệu dành cho những chiếc laptop của mình. Và ok, 2022 thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều những sự thay đổi đến từ bộ vi xử lý, sẽ có rất nhiều bộ vi xử lý mới được gọi là ra mắt. Và chắc chắn trong năm 2022 thì sẽ có rất nhiều những cái bộ vi xử lý mới được ra mắt, và sẽ có rất nhiều bạn lo lắng rằng là không biết chiếc laptop của mọi người có còn hiệu năng đủ để đáp ứng những cái nhu cầu trong năm 2022 hay không. Thì đối với chiếc Asus ZenBook Q408UG này thì nó mang đến cho chúng ta bộ vi xử lý thế hệ khá mới của AMD, AMD Ryzen 5 5000 series, đó chính là bộ vi xử lý 6x12 luồng, kèm theo đó là card độ RMX 450. Và đương nhiên khi mà các bạn sở hữu một bộ vi xử lý 6x12 luồng thì chắc chắn rồi, những cái tác vụ văn phòng cơ bản Word, Excel với hàng nghìn trang tính khác nhau thì nó cũng đều có thể xử lý được. Bên cạnh đó, nếu như các bạn có sử dụng để làm những cái tác vụ liên quan đến đồ họa 2D cơ bản như là Photoshop, Lightroom hay là Premiere chẳng hạn đó, thì nó cũng có thể đáp ứng được. Tuy nhiên thì hãy nhớ là project cơ bản thôi nhá. Và bên cạnh đó thì cái việc mà hỗ trợ card độ rồi thì nó cũng mang đến một cái trải nghiệm toàn vẹn hơn, và rất là khó để có một chiếc laptop nào toàn vẹn giống như Asus ZenBook Q408UG ở trong cái phân khúc từ 18 đến 20 triệu như thế này. Ngoài ra thì còn hỗ trợ cảm biến mở máy bằng khuôn mặt này cũng là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng là hiện tại cũng có rất ít laptop ở trong phân khúc đó sở hữu cái việc này. Bên cạnh đó thì các bạn còn có gì nữa? Bên cạnh đó thì các bạn còn có một cái hành trình phím khá sâu, layout phím thì cũng được bố trí khá hợp lý,
và Tapas thì không hề có hiện tượng grid. Bây giờ thì để mà nói về một cái điểm mình đáng tiếc nhất trên chiếc Asus ZenBook Q408UG này, đó chính là việc Asus ZenBook Q408UG chỉ hỗ trợ 8GB RAM và không có khả năng nâng cấp. Nên là các bạn hãy nhớ xác định rõ nhu cầu của bản thân để có thể sở hữu, cũng như là xem xét xem là mình nên mua option 8GB RAM hay là option 16GB RAM nhé. Và sản phẩm thứ hai dành cho người chơi thích sang chảnh nhưng mà lại không mê MacBook thì đây sẽ là một cái sản phẩm dành cho các bạn. Đó chính là sản phẩm nào? Chắc chắn rồi, sẽ đến từ dòng Dell XPS, đó chính là Dell XPS 9310. Với Dell XPS 9310 thì chúng ta sẽ có những cái điểm gì hay và thú vị? Đầu tiên, điểm thú vị thứ nhất đó chính là hiện tại ThinkPro đang có chương trình pre-order XPS 9310. Mức giá của các bạn thông thường sẽ dao động khoảng tầm 33 triệu, nhưng khi mà các bạn tham gia chương trình pre-order thì mức giá của nó sẽ dao động khoảng tầm từ 28 đến 29 triệu thôi. Vậy Dell XPS sẽ có những cái điểm gì hay và nổi bật mà chúng ta cần phải khám phá trong video này? Đầu tiên đó chính là một cái thiết kế bên ngoài phải thực sự với các bạn là quá wow, quá sexy. Nó mang đến cho chúng ta những cái đường cắt CNC vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, đặc biệt là được làm bằng chất liệu kim loại liền khối, nên khi các bạn sờ vào thôi là các bạn cảm nhận được cái sự chắc chắn, và thực sự nhìn thôi là chúng ta đã thấy rằng là thì đã có thể đồng hành cùng chúng ta trong suốt một quãng thời gian dài rồi. Và đặc biệt là cái việc mà flake thì dường như là không xảy ra rồi các bạn ạ, có thể nhìn thấy là build được làm vô cùng tinh tế và tỉ mỉ luôn. Và thiết kế bên ngoài thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó vẫn thể hiện được cái sự sang trọng, thể hiện được đây là một chiếc laptop cao cấp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái điểm cộng tiếp theo. Nó sẽ đến từ vấn đề màn hình và hiệu năng của sản phẩm này. Đầu tiên là về màn hình đi. Các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là viền màn hình của chiếc Dell XPS này cực kỳ mỏng, và mỏng đều ở 4 viền luôn. Nên là khi mà các bạn nhìn vào, các bạn sẽ cảm thấy rằng là wow, chúng ta có một cái diện tích hiển thị lớn hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái màn hình tỷ lệ 16:10. Nó sẽ giúp tối ưu hơn cái việc hiển thị chữ khi mà các bạn sử dụng làm việc hay là đọc báo hay là lướt web, thì nó cũng tối ưu hơn cho các bạn sử dụng nhé. Và bên cạnh đó thì chất lượng hiển thị cũng như độ bao phủ màu lên đến 100% sRGB rồi. Các bạn sẽ có một cái màu sắc phản ánh vô cùng trung thực. Nên là mình mới nói tại sao mà sản phẩm này sẽ rất phù hợp đối với những ai làm đồ họa, design 2D cơ bản, hoặc là những ai cần một cái màn hình đẹp, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ phù hợp dành cho các bạn. Thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là bàn phím của nó được thiết kế cực kỳ đều đặn và có một cái kích thước siêu phù hợp. Cái bàn tay của mình kê lên khi mà mình sử dụng chứ, trong một thời gian dài thì nó rất là thoải mái, bởi vì hành trình phím sâu, layout phím thì đương nhiên rồi được bố trí rất hợp lý và nó tận dụng tối đa cái viền bên ngoài ấy. Nên là khi mà các bạn nhìn vào tổng quan của chiếc 9310, các bạn sẽ cảm nhận được rằng nó quá đẹp, nó quá chỉn chu trong từng chi tiết luôn. Và bên cạnh đó, nếu như bạn là một người bị ám ảnh về cái vấn đề gọi là read khi mà sử dụng Tapas, thì các bạn sử dụng thoải mái trên chiếc 9310 này mà không cần phải lo lắng bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Siêu mượt. Và bên cạnh đó thì nó cũng được thiết kế với cái Tapas khá là rộng, nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm khá là hoàn thiện dành cho Tapas của sản phẩm Dell XPS 9310 này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ vi xử lý của nó. Thì sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i5 Gen 11 dòng chip thế hệ mới. Đương nhiên với bộ vi xử lý này thì nó sẽ có thể xử lý thoải mái những tác vụ văn phòng cơ bản rồi, hoặc là những bạn nào dân đồ họa 2D cơ bản sử dụng những tác vụ liên quan đến những phần mềm rất là thông dụng như Photoshop, Lightroom thì nó cũng có thể đáp ứng được. Và với một cái hiệu năng như vậy thì nó sẽ phù hợp với những ai, nó sẽ phù hợp đối với những ai thích một cái sự đẹp đẽ chỉn chu, hiệu năng thì vẫn mượt mà để đáp ứng nhu cầu văn phòng này, hay là các businessman này, hay là ngoài ra thì có marketing này, hay là đối với những ai làm đồ họa 2D. Và một cái điểm mà mình nghĩ rằng là nó hơn hẳn so với MacBook đó chính là về hệ thống cổng kết nối của nó cũng rất đầy đủ, và thời lượng pin của nó cũng khá lý tưởng để cho các bạn có thể sử dụng một thời gian khoảng tầm từ 6 đến 7 tiếng với những tác vụ văn phòng cơ bản, hoặc là các bạn có sử dụng thêm một chút đồ họa 2D thì nó cũng có thể đáp ứng một cách thoải mái nhá. Ok, vậy điểm mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc trên chiếc 9310 này là gì? Thì chắc đối với cá nhân mình chỉ là mức giá của nó hơi cao một chút. Nhưng mà khi mà các bạn đánh đổi cái mức giá cao đấy thì thực sự trải nghiệm của bạn trên 9310 nó thực sự là một cái gì đấy rất wow các bạn ạ. Quá là đỉnh luôn. Nên là người ta mới có hai trường phái, đó chính là MacBook hay là Dell XPS, là vì như vậy đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm thứ ba, mà đây cũng là một cái sản phẩm mà mình nghĩ
rằng là cực kỳ nhiều bạn quan tâm trong thời gian vừa qua, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha. Đối với Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha thì thực sự cá nhân mình nhá, mình cảm thấy ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì nó có một cái thiết kế bên ngoài cực kỳ vuông vức. Và với một cái thiết kế bên ngoài vuông vức như vậy thì cá nhân mình đầu tiên nhìn vào lại tưởng giống, hơi giống Razer một chút. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái sự khác biệt nhất định, bởi vì là cái chất lượng hoàn thiện của nó cũng khác. Nó mang đến cho chúng ta một cái chất lượng hoàn thiện cũng khá là tỉ mỉ và tinh tế, với những cái đường cắt CNC cũng được mài giũa rất là ổn. Và bên cạnh đó, chất liệu của nó là chất liệu nhôm. Tuy nhiên thì nhôm của nó nếu mà so sánh về độ dày so với Razer thì đương nhiên là không thể bằng được. Nhưng mà nếu mà so sánh với cùng phân khúc khoảng tầm 20 triệu thì thực sự nó cũng là một cái sản phẩm siêu siêu hứa hẹn dành cho mọi người. Ngoài ra, cái việc mà mình cũng muốn đề cập luôn đối với mọi người đó chính là chiếc Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha này có thể gập mở 360 được. Các bạn sẽ có thể sử dụng với nhiều tư thế khác nhau. Nam cũng có thể sử dụng được, ngồi cũng có thể sử dụng được, mỏi người, đau lưng, mỏi gối, tay tay thì cũng có thể sử dụng được luôn. Đó, nên là đây là một cái sự linh hoạt mà mình nghĩ rằng là đối với chiếc Samsung này đã làm rất tốt điều đó. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là màn hình của nó cũng là một cái điểm mạnh rất lớn mà Samsung muốn show off trên chiếc Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha này của mình. Đó chính là gì các bạn biết không? Đó chính là nó được trang bị một cái màn hình QLED. Bên cạnh đó, chất lượng hiển thị cũng như độ bao phủ màu lên đến 100% sRGB. Khi mà nó kết hợp tất cả các yếu tố này lại thì các bạn giải trí trên chiếc màn hình này quá tuyệt vời, màu sắc siêu sống động. Bên cạnh đó thì độ sai màu cũng dừng lại ở mức độ khá thấp, nên khi các bạn có làm những cái tác vụ liên quan đến màu sắc thì nó cũng cho một cái độ chính xác màu cao, tránh hiện tượng gọi là sai màu khi mang đi in ấn như mình nói, giống so với chiếc Asus ZenBook Q408UG á. Về màn hình thì chỉ có một điểm hạn chế một chút, đó chính là về màn hình gương, nên là khi mà các bạn làm việc ngoài trời với cường độ ánh sáng cao thì các bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu một xíu. Thế thôi, còn lại về trải nghiệm toàn diện thì vẫn rất rất là ổn. Và tiếp theo đó chính là về bàn phím, với hành trình phím cực kỳ sâu và layout phím thì cũng được bố trí cực kỳ hợp lý. Tuy nhiên có một điểm hơi đáng tiếc một chút, đó chính là chữ ở trên phím nó lại đồng bộ với màu của phím, nên là mình đang hơi không thích điểm này một chút. Và mình cần một cái khoảng thời gian để thích nghi với cái việc mà chúng ta làm quen rằng là phím này ở đâu, phím này ở kia đó. Và bên cạnh đó thì touchpad của nó cũng được hoàn thiện khá là tốt. Với mình thì cá nhân mình có ra mồ hôi tay nhưng mà nó không hề có hiện tượng grid, nên là các bạn hãy yên tâm về cái vấn đề đó nhé. Và chắc chắn rồi, khi mà chúng ta đi mua laptop thì chắc chắn chúng ta không thể nào không quan tâm đến vấn đề hiệu năng. Và đặc biệt trong năm 2022 này thì chắc chắn là tất cả các phần mềm được cải thiện. Và với cái việc mà bộ vi xử lý i5 Gen 11 thế hệ mới, nó là một cái thế hệ mới nên mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp đối với thời điểm hiện tại. Và dù cho khoảng 4 đến 5 năm nữa thì cái bộ vi xử lý này nó vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn. Đó, và bộ vi xử lý này như thế nào thì mình sẽ show bảng thông số Cypher 20 đây cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cái sức mạnh của nó như thế nào, để anh em yên tâm hơn khi mà trải nghiệm và sử dụng. Với tác vụ văn phòng cơ bản, như mình nói, đáp ứng rất là thoải mái và nó sẽ thực sự là phù hợp đối với những ai dùng để giải trí rất nhiều, hoặc là dùng để làm việc với những tác vụ cơ bản, hoặc là với những tác vụ thỉnh thoảng làm những cái tác vụ liên quan đến project 2D, project đồ họa 2D á, đó thì nó cũng có thể đáp ứng dành cho mọi người một cách rất là tuyệt vời luôn. Đó, như mình nói, quá nhiều điểm cộng cho một chiếc laptop 19 đến 20 triệu như này. Và nếu như nói nha, là bản thân mình cảm thấy đáng tiếc điều gì trên chiếc Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha này thì chắc cá nhân mình sẽ là cái việc mà màn hình gương nó hơi bị khó chịu một chút, nhưng mà đổi lại thì nó lại mang đến một cái màu sắc đẹp hơn. Đó, nên là nói chung là đánh đổi thôi các bạn ạ. Và ok, nhân dịp đầu xuân năm mới thì chúng ta sẽ theo chiều dòng những chiếc laptop rất là nhẹ nhàng, và thực sự mình cảm thấy nó rất phù hợp nếu như các bạn mua năm 2022 để sử dụng trong khoảng 4 đến 5 năm nữa. Đó, và các bạn nghĩ sao về các sản phẩm này, và các bạn có chia sẻ gì hay không thì các bạn cũng hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video. Và đương nhiên nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe kênh YouTube của ThinkPro cũng như là like fanpage của ThinkPro nhé. Bye bye.